Rồi xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà về cái cách trồng nấm bào ngư sám mà ăn tại nhà nha. Đó, thì ở đây là cái không gian của cái nhà tắm. Nha, cả nhà thấy không? Ở đây cũng chuẩn bị cái rổ nắp đậy luôn. Cái dụng cụ dọn vệ sinh rồi á. Dọn vệ sinh thì dùng đơn giản bằng cái muỗng này thôi. Ở đây thì mình khách của mình là mua 10 bịch trồng trong nhà tắm. Ở đây thì ở dưới này thì hôm nay thì thấy xử lý ra được 9 bịch. Còn một bịch này thì đã hái rồi, nó ra hơi sớm hơn một tí. Nên em thấy hái không? Cái lỗ nó có cái vết mà hái nấm rồi. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái cách trồng từ A đến Z cho cả nhà. Việc đầu tiên thì anh em mua về chọn cái bịch phôi. Vì mỗi nơi bán thì cái bịch phôi họ bán già và non khác nhau. Thì bây giờ khi mua về, giả sử như mình đang nói là 10 bịch đây. Cả nhà cứ chắc ở trong cái nhà tắm hay chỗ nào mát mẻ, đừng có tưới nước nha. Đặc biệt là không nên tưới nước trong cái thời gian mới đầu mua về nuôi. Lúc đầu mua phôi về là cái lỗ này là nó có cái cục bông gòn hoặc là cái giấy báo. Thì mình cứ để im á, đừng có làm ướt cái bông gòn mà ướt cái giấy báo. Mình cứ để im như thế này để nằm sẵn nha, cố định này luôn đi cho nó ổn định. Và khi nào mà cái bịch phôi của mình nó sẽ có cái hiện tượng như thế này. Một là cái bịch phôi mình nó sẽ lên màng như thế này. Cả nhà thấy không? Lên màng như thế này. Tức là nó trắng mà nó lên cái đốm đốm màng. Tức là cái bịch phôi mình nó sẽ già. Và cái thứ hai nó sẽ tiết những cái nước vàng nhẹ nhẹ y như nước trà vậy đó. Thì tức là báo hiệu cái bịch phôi mình sắp đến thời kỳ thu hoạch. Việc thứ ba nữa, ví dụ mình mua 10 cái phôi này. Về mình để nó tự động nó đẩy cái giấy báo hay bông gòn này lên. Một bịch thôi, chỉ cần 10%. Tức là bây giờ 10 bịch thì 1% nè. Đó, 10 bịch thì nó có một bịch ra, tự nó xì nó đẩy ra, nó nhú ra thì mình nó đã báo hiệu là 10 cái bịch này là ok sắp thu hoạch. Chứ đừng có đem về là xử lý liền nha. Rồi còn cái nắp này. Khi mua về thì cả nhà cứ cắt cái nắp này đi. Cái lúc đầu á, cắt cái nắp này đi, chưa dùng tới đâu. Muỗng này thì cũng chưa dùng đến đâu. Thì khi nào mà đậy nắp thì mình sẽ hướng dẫn cho. Bây giờ mình sẽ quay lại cái vấn đề đó là khi nào cái bịch phôi mình, một là nước vàng, hai là tạo màng trắng này, ba là ví dụ như mua 10 bịch nó xì một bịch ra thì mình biết thời điểm đó là xử lý. Còn có một số anh em hỏi là bây giờ tôi mua về tôi biết khi nào nó già tôi xử lý thì giờ làm sao, đúng không? Thì mình phải chọn như này nè, phải già. Vì nhà sản xuất nhiều lúc mà bán bịch phôi quá già rồi, về có khi 10 ngày 20 ngày nó ra. Nhưng mà có những nhà sản xuất thì ví dụ như bên mình đây, mình bán mới có hơn nửa bịch dành cho anh em trồng tại nhà thì đem về cũng có khi tới 45-50 ngày sau nó mới đủ tuổi ra. Nên ở khi mua thì mình không cần hỏi nhà sản xuất là về ngày nào xử lý. Mình có tư vấn một số khách hàng là anh ghi giùm tôi cái tờ giấy đây là hôm nay tôi mua ngày mấy nè, về ngày bao nhiêu rút nắp, ngày bao nhiêu đậy nắp, ngày bao nhiêu rút bông, tháo bông rồi. Ôi cái đấy thì đừng có đón ngày á, mà đón trên cái bịch phôi. Đấy, nó già rồi. Nhắc lại nha, là nó tạo lên một cái lớp màng trắng, cái bịch phôi nó trắng, nó cứng cáp, tạo một lớp màng, tạo cái lớp nước vàng vàng và ra nấm bất thình lình. Nó là không tưới, không chăm sóc gì nó ra. Rồi lúc đó là đủ tuổi để ra nấm rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ rút cái giấy báo hay cái bông gòn này ra. Rút ra. Sau đó mình để nó một ngày nữa nha. Mình lấy cái tay mình á, mình làm theo phương pháp cảm quan á, mình lấy cái tay mình đút vô cái lỗ này, mình đút vô, cảm thấy nó khô ráo á thì mình sẽ tiến hành mình lấy cái nắp này mình đậy lại. Mình đậy lại, khô ráo là thường nó là một ngày, mình lấy cái nắp này mình đậy lại, mình đậy lại 7 ngày, mình cũng không cần tưới, không cần làm gì nó hết á. Sau đó đúng 7 ngày rồi thì mình tiến hành mình rút cái nắp này ra nha. Ở cái phương pháp đây là mình hướng dẫn trồng tại nhà thì mình không có sốc lạnh, không có sốc gì hết á, nên đừng có quan tâm tới cái vụ sốc lạnh. Cứ đẩy đúng 7 ngày là rút cái nắp này ra. Rút cái nắp này ra xong thì cũng đừng có tưới liền nha. Vì để ý là khi mà rút cái nắp ra là trong cái lỗ đó nó có cái màng tơ tơ như cái màng nhện á, thì mình không nên tưới liền. Khi rút ra, sáng mình rút, chiều mình hãy tưới. Vậy thì cái phương pháp tưới thì như thế nào? Đây, bây giờ mình sẽ tưới thử cho cả nhà xem. Nên là mình có chỗ thì dùng bình xịt để mình xịt, còn mình á thì mình không có dùng bình xịt,
mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà là mình tưới thoải mái. Ví dụ như mình tưới này thì sẽ không có gì hết á, tưới thoải mái. Bạn muốn tưới thoải mái như thế thì cái bịch phôi cả nhà thấy không, ở chỗ đây trồng thì thấy đứng cái bịch nó chúi đầu xuống không, đáng lẽ cái bịch nó bằng bằng như thế này à, mình giờ mình cứ chúi xuống chắc nó hơi nghiêng cái đầu xuống là mình tưới thoải mái như thế đó. Là ngày đầu tiên, ví dụ như sáng hôm nay mình rút nắp thì chiều mình mới tưới rồi ban đêm khỏi cần tưới. Rồi bắt đầu qua ngày hôm sau cứ một ngày á, cả nhà tưới 5 lần 7 lần vậy đó, tưới trong vòng khoảng có 4 đến 5 ngày á là bắt đầu nó xì nấm ra. Như đây là hôm nay là ngày thứ tư nè, hơn ngày thứ tư, sáng mai là 5 ngày nhưng mà giờ là 4 ngày rưỡi á thì nó ra như thế này rồi. Đấy. Nó ra đều hết á, có cái bạch đây thì nó hơi ra trước á, nó gục chủ nhà hết rồi. Thì như thế khi mình tưới xong, mình tưới nó lớn, cái nấm nó lớn thì tùy mình trồng ăn tại nhà mà muốn hay lớn hay nhỏ gì tùy thích, mà thích lúc nào là ra hái lúc đó. Ra hái lúc đó thì khi mình hái cái nấm thì cả nhà nên nhớ là nắm cái chùm này, lắc nhẹ qua lại đây và một tay mình giữ cái bịch phôi, nắm lắc la qua lắc lại. À, mình giả sử bây giờ mình hái cái chùm này trước đi, mình lắc qua lắc lại, lắc từ từ thôi, lắc qua lắc lại, giữ cái tay giữ bịch phôi nó khỏi đó. Bắt đầu mình cái chùm này thì nó hơi còn nhỏ quá, hái nó hơi uổng nha, cứ lắc từ từ, đừng cứ ngại, đừng cứ sợ nó lâu. Chứ còn có một số anh em là hái cái động vô rứt ra liền cũng được, nắm nguyên cái chùm, lắc qua lắc lại, lắc từ từ để biết chơi không, mai mốt mình dọn vệ sinh nó đỡ. Đây mình lắc nè, cả nhà thấy mình rút ra một phát lại ra cái gốc luôn không ha, nó ra cái gốc sạch sẽ như cái bịch mình mới hái đây, là hầu như khỏi dọn vệ sinh luôn, đâu cần dọn, hái sạch sẽ như thế này khỏi dọn. Còn nếu mà trường hợp mình hái nó bị gãy thì mình dọn vệ sinh bằng cách nào? Thôi cái chùm nấm này thì mình để trên này nha, mình dùng cái muỗng ăn cơm này nè đó, mình lấy cái đầu này nè, cái đầu mình mới nảy cái gốc còn sót. Nhưng bây giờ đây mình hái xong rồi, hái cái này thì nó sạch quá rồi, đâu có cần vệ sinh. Trường hợp hái bị gãy thì mình dùng cái muỗng này nè, mình nảy nhẹ, dứt nhẹ ra đó. Chứ không phải lấy cái muỗng cào thiếu cái cốt trong này không được nha, lấy cái muỗng mình dứt nhẹ ra những cái gốc còn sót lại, dứt theo cái phương pháp như là nếu như mà con trai thường hay đi rỉa tay thì biết, dứt thôi, dứt ra, dứt cho nó bay cái gốc ra là ok. Chứ đừng có đục sâu trong này cũng không tốt nha, mà ngoáy xung quanh nhà cũng không tốt, cứ dứt ra. À, khi dứt sạch sẽ rồi thì mình cũng để cho nó khô ráo y như lúc đầu á, mình để cho nó khô ráo xong rồi, ví dụ như hôm nay mình hái hết rồi mình dọn vệ sinh á, để khô ráo rồi qua hôm sau mình lấy tay mình đút cho thử nó khô chưa. Nếu nó khô rồi á thì mình lấy nắp mình đậy lại, đúng không? Nếu khô rồi lấy nắp đậy lại đúng 7 ngày rồi cứ rút ra, rồi để sáng rút thì chiều tưới, cứ cách khoảng 12 tiếng y như lúc đầu thôi, quay lại như lúc ban đầu thôi. Rồi mình cứ đậy nắp đúng 7 ngày rồi mình cứ rút ra là mình tưới mấy ngày sau là có nấm ăn như thế này. À, cả nhà thấy đơn giản chưa, chứ không có cầu kỳ. Và ở cái phương thức này thì mình trồng tại nhà thì cũng không có xử lý vôi như thế nào, cái dụng cụ vệ sinh mình vì có 10 bịch rồi, mình cũng không có dùng cồn rồi xử lý chơi. Trường hợp mà có những anh em mà trồng tại nhà mà trồng tới cái 5-70 bịch, cái 100 bịch thì mình nên mua một cái chai cồn y tế mình về, để khi mình dọn vệ sinh vài bịch á thì mình tiến hành mình xịt vô cái đầu đây để cho nó đỡ nhiễm. Trường hợp ví dụ như mình dọn vệ sinh cái bịch này nó đang nhiễm đầu thì mình quét qua cái đầu này, mình dọn vệ sinh tiếp bịch này thì nó sẽ lây qua này. Giả sử dọn vệ sinh cái bịch này mình cảm thấy nó nhiễm, cái đầu nó ẩm ướt, nó nhão, nó dễ bị nhiễm, thì mình dọn xong cái bịch này là mình tiến hành mình xịt cái đầu đây liền và mình chuyển sang mình dọn vệ sinh cái này. Ok chưa? Xong rồi thì mình cứ đậy nắp rồi ra tưới hay nắm bình thường như thế thôi. À, phương pháp là trồng tại nhà thì nó cũng khá là đơn giản. Thêm một cái vấn đề nữa, có một số anh em hỏi là bây giờ em muốn thu theo cái ngày mong muốn của em. Ví dụ cái ngày em muốn thu vào cái ngày mùng 10 âm lịch, vì cái ngày mùng 10 là nhà em ăn chay, thì bây giờ em phải xử lý sao cho nó ra đúng mùng 10. Cái khâu này khâu quan trọng nè. Việc đầu tiên chúng ta muốn xử lý ngày nào thì chúng ta cứ trừ ra 5 ngày nha. Ví dụ mùng 10 mình muốn hái nấm, có nấm mình hái thì mình trừ ra 5 ngày thì nó sẽ là ngày mùng 5 mình đi rút cái nắp. Đây, trừ ra 5 ngày. Ví dụ đẩy nắp này, mình trừ ra 5 ngày là mình rút nắp. Đấy, bắt đầu mình sẽ tính là mùng 5 mình rút nắp.
Vậy mình trừ thêm cho 7 ngày nữa. Cái thời gian đại đắp 7 ngày là 12 ngày. Vậy thì cứ muốn ra cái ngày nào thì mình cố định từ cái lúc đầu luôn cho nó dễ. Vì cái phôi này là cứ nửa tháng mình thu hoạch một lần. Giả sử như bây giờ là mình cứ tính là mùng 10 đây, mùng 10 là nhà mình chuyên ăn chay. Đó, thì một tháng thu 2 lần. Đó, mùng 10 và 25. Nửa tháng à. Thì ở mùng 10 là mình thường thu là mùng 10 mình trừ ra để mình tính lại cho kỹ á, thì hồi giờ mình thu ngày rằm đây. Thôi mình ví dụ ngày rằm cho dễ đi chứ. Cái ngày mùng 10 thì nó hơi lỡ cỡ cho cả nhà. Ví dụ như thường ngày rằm đây. Thì ngày rằm mình hái nấm thì mùng 10 là mình rút nấm. Mình trừ ra thêm 7 ngày nữa đến 8 ngày. Đại nấm là 7 ngày đến 8 ngày thì là khoảng cỡ mùng 1 đến mùng 2 là mình tiến hành mình đại nấm. Cả nhà hiểu à? Vậy thì trong một tháng thu 2 ngày là trúng à. Ví dụ như là giờ mùng 1 hoặc là mùng 2 mình xử lý mình rút cái bông là mình cố định từ ban đầu luôn. Mình rút cái bông ra thì mùng 1 mình rút bông thì mùng 2 mình đại nấm, đại cố định rồi. Tới mùng 9 hoặc là mùng 10 cũng được. Thì bắt đầu mùng 10 mình rút ra thì rằm là đúng rằm là mình có nấm ăn. Có nấm ăn xong mình dọn vệ sinh mình hái xong tới 10 rằm mình hái là 16 mình mới dọn vệ sinh và 17 mình đại nấp, 17 mình đại nấp mình đại khoảng 7 ngày đến 8 ngày là 24 đến 25. Đấy, 24 hoặc là 25 mình rút nấp ra. Nếu 24 thì nó ra tầm 29 đến 30 và nếu 25 thì nó ra tầm 30 mùng 1. À, nếu mà ăn chay mùng 1 thì 25 mình rút nấp ra là đúng chiều 30 mình hái là sáng ngày mùng 1 là mình có mình ăn. Đấy, quy tắc của mình là mình trừ ngược lại. Thì thường là mình đại nấp trước 5 ngày. Quên, rút nấp 5 ngày ra nấm thì mình trừ 5 ngày. Còn đại nấp 7 ngày, 8 ngày gì đó thì mình cộng lại là mình xử lý từ ban đầu luôn là trừ ra tầm 12 đến 13 ngày. Cả nhà hiểu cái khúc này chưa? À, hồi giờ thì mình tư vấn cho khách hàng trang trại lớn thì trang trại lớn họ trồng họ thu ngày rằm là chủ yếu. Còn bây giờ mình trồng ấy, thì nhiều khi cả nhà có những cái ngày ăn chay cố định hay hoặc là những cái ngày như là thêm một cái ví dụ nữa, ví dụ nhà mình có cái đám giỗ mà mình lỡ mình đẩy nắp mới có 6 ngày. Ví dụ như là mùng 10 nhà mình có đám giỗ thì bây giờ mình trừ ra 5 ngày là mùng 5 mình rút nắp đúng không? Mà bây giờ mình mùng 5 mình đẩy nắp mới có lỡ có 6 ngày giờ sao? Thôi xử nó luôn được, ép nó được là mình cũng có nắm. Còn nếu mà trường hợp mà tới cái ngày mùng 5 mình rút nắp mà mình đẩy nắp đáng lẽ là mùng 3 là mình rút nắp rồi đúng không, thì nó đẩy đúng 7 ngày, mùng 3 là đúng 7 ngày thì giờ nó ép mình ráng thôi, ráng lên mình tới mùng 5 mình rút nắp luôn, đẩy 9 ngày vẫn được. À, thì cả nhà nên lưu ý là cái từ cái ngày rút nắp đến cái ngày ra nấm là nó 5 ngày à, là nó có nấm, ngày này sân mai là cái nấm này hái ok rồi. À, như vậy thì cả nhà thấy không, trồng nấm đơn giản như thế này thì có ăn thôi, mua 20-30 bịch gì đó là về cứ bỏ, đâu có chăm gì đâu, thời gian mình đẩy nắp thì mình cũng đâu có tưới. Chỉ có tưới có mấy ngày, tốn mấy ngày là từ cái ngày mình rút nắp ra mình mới tưới tới cái ngày thu hoạch nấm là xong. À, mua cái thùng xốp bỏ này để cho biết chơi không. À, ví dụ như khi mình hái xong á, trong cái quá trình ở trong nhà tắm thì cả nhà biết tắm xà phòng rồi nó dâng tùm lum á, thì mình kiếm một miếng vải. Thời gian mình vô tắm á, đậy nắp là mình để thoáng à, nhưng mà khi mình vô tắm mình lấy miếng vải mình chia lại, lỡ nước nó vô xà phòng rồi nó vô này á, này nó dễ bị nhiễm. Rồi ok, như vậy thì đấy là mình đã chia sẻ cho cả nhà rồi. Chúc cả nhà thành công và cứ theo cái quy tắc của mình hướng dẫn là không có trật cái đường trời nữa đó, chỉ có biết tới ngày là hái nấm ăn thôi. Rồi ok chưa, cả nhà thấy cái chùm nấm à, có hai cái chùm nấm đây nó hơi non quá, hơi tiếc hơi uổng, nhưng mà cái này mình vẫn để tủ lạnh để mai mình hái thêm mấy chùm này nữa đó, là có ăn thôi. Rồi chúc cả nhà thành công nè.